Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện 4 tấn mèo đông lạnh và 480 con mèo còn sống tại một cơ sở trên địa bàn thuộc ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Dung. Số mèo đông lạnh này chuẩn bị chở ra miền Bắc để nấu cao. Cơ sở của ông Nguyễn Huy Quyền bị lập biên bản với các hành vi thu gom, vận chuyển động vật không giấy chứng nhận vệ sinh thú y, chưa chứng minh nguồn gốc sản phẩm, kho lạnh bảo quản thiếu giấy chứng nhận của cơ quan thú y. Người đại diện cơ sở này là bà Trần Thị Ngân, 63 tuổi, ngụ tỉnh Hải Dương, cho biết số mèo được thu mua ở nhiều tỉnh miền Tây. Những con đã giết mổ sẽ được đưa ra miền Bắc nấu cào. Trung bình mỗi con nặng 2 kg, số lượng mèo đã giết mổ khoảng 2.000 con. Số mèo sống sẽ mang lên thành phố Hồ Chí Minh bán lại. Sau khi lập biên bản tổ công tác tiêu quỷ 4 tấn thịt mèo đông lạnh, những con mèo sống giao chủ cơ sở nhốt lại theo dõi sức khỏe và tổ chức tiêm ngừa phòng dịch. Ông Võ Bé Hiền, trưởng chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ sở giết mổ này chưa đạt yêu cầu nên không được phép giết mổ 480 mèo sống. Tuy nhiên cơ sở có thể vận chuyển đi nơi khác khi đáp ứng đủ giấy tờ. Việc xử phạt do Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Đồng Tháp quyết định.